Rồi, xin chào anh em nha. Hôm nay thì mình nhận được một con oppo F7 nha anh em. Con này bề màng nha, bề kính nha. Bề kính xíu dưới đây, một xíu dưới đây. Màng thì còn hiển thị rất là đẹp. Tiến hành mình em kính con này nha anh em. Màn này quá hay anh em, người ta sẵn luôn, nó khô keo lâu ngày anh em, nó tự bong luôn rồi, tự bong luôn. Tự bong thì đơn giản ha, mình cho ít nước tắt cho là nó ra luôn, làm đơn giản thôi. Những em ấy mà nó dính chắc, cái này ra luôn anh em, hên lắm mới gặp những máy như này. Được rồi, đây xíu ta mình tiếp keo trên này. Vệ sinh nha anh em, cho sạch ha, lau sạch keo luôn, nhẹ nhàng nha anh em. Dán keo rồi nha anh em, dán kính ha. Vệ sinh sạch sẽ ha. Chấm một chấm. Yep. Cái này
rất sạch nha anh em. Vừa bỏ qua cái hấp ha. Đó, rất ok. Hấp này nữa là xong. Chờ xíu nha anh em. Tầm 10 phút hơn tí nha anh em là tháo ha. Kệ kim nó xuống rút hết là mình lấy ra mình gỡ ra. Rồi, quá đẹp nha anh em. Ok ha. Rồi, ok nha anh em. Bây giờ mình tiến hành là lắp vào máy nha. Nói chung là tầm nửa tiếng là xong anh em. Tại màn hình anh em quấn cái xu lại chờ khoảng cỡ nửa tiếng nữa thì nó mới đẹp được nha. Cái màn nó khỏi bị tróc sớm đó. Ok, lâu lại một lần xong quấn cái xu sạch sẽ là giao máy cho khách. Rồi anh em đã màn hư màn bể hoặc là có nhu cầu ép kính ra luôn cho mình nha, có nhu cầu thêm màn hình ba luôn cho mình, báo giá cho anh em đàng hoàng nha. Rồi thằng ấy chào cả nhà, hẹn anh em clip tiếp theo nha. Sẽ nhớ bấm đăng ký kênh nha anh em để đón xem những clip mới từ kênh mình nha.